Đội Hồ Quang Hiếu sẽ là những người chơi trước. Sao đấy? Cố lên em nhé. Hồi hộp à? Hồi hộp hả? Có cái gì đâu mà sợ. Nãy giờ em có được chơi gì đâu mà em hồi hộp lắm. Bây giờ mới chơi nè, nãy giờ em chưa được chơi gì mà. Đúng rồi, bây giờ mới chơi nè. Mà em vừa nhá. Ủa sao đuôi đi vòng gì khó. Cá nhân em thua mà bây giờ là đồng đội mà chơi mà cũng thua nữa thì Thì về. Mình phải có tài năng. Một người tinh mắt như Hồ Quang Hiếu biết đâu đấy kết quả nó sẽ khác đi. Bây giờ quan trọng là em thích lấy bên kia hay là em đứng đây? Em lấy trứng cho. Được không? Lên bên đây thì dễ hơn nè. Ok, giờ anh lấy trứng nha. Ok, anh lấy trứng. Bây giờ sẽ là phần chơi của đội vui hơn nhưng không biết sẽ vui hơn hay sẽ buồn hơn. Buồn hơn. Xin mời. Xin mời. 1 phút 30 giây bắt đầu. Từ từ thôi anh ơi. Trò chơi này hay là vận dụng sự khéo léo của đôi bàn tay. Hay quá. Hay quá Lộc ơi. Trời ơi. Hiếu hay quá. Hay quá. Một trứng. Từ từ thôi anh ơi. Yeah. Hay lắm. Anh Hiếu rất tập trung. Lộc ơi, Lộc ơi, cẩn thận nha. Chỉ còn 40 giây thôi. 40 giây nữa. Trời ơi, càng anh Hiếu càng nhanh nha. Rất tập trung. Đội hình này rất chặt chẽ. Được rồi. Ôi. Chỉ còn 10 giây nữa thôi à. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trời ơi. Lộc ơi. Lộc ơi. Không sao, vậy là giỏi lắm mà thật sự. Và xin mời Hoàng Nghĩa lại đếm số trứng. Ở ngay trong đây, số trứng đó chính là 1, 2 và 3. Giỏi quá. Tức quá. Bây giờ ai đâu, em hay chị? Bây giờ sẽ là phần chơi của Khổng Tú Quỳnh và Duy Khánh. Đáng là chị Quỳnh ơi. Đội vui lắm, nó sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1 phút 30 giây bắt đầu. Đáng lên chị Quỳnh ơi. Thấy chưa, rớt rồi nè. Để Quỳnh ở đây là một sai lầm rồi. Duy Khánh á. Thấy chưa. Duy Khánh ơi, để chị Quỳnh đây là một sai lầm. Hay quá em ơi. Trời ơi. Quỳnh hãy chứng minh đó là sai lầm đi. Chị qua đây, chị qua đây đi. Đổi chỗ, đổi chỗ. Trời ơi. 58 giây. Chị làm rớt trứng hả? Hết chưa? Hết rồi, hết chưa? 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sự khéo léo của đội vui lắm đã được thể hiện ở wow, đây. Không mọi người có thể nhìn luôn. Thấy không còn bất kỳ một quả trứng nào trên chiếc chai. Xin chúc mừng. Chúng ta bắt đầu cùng đếm số trứng của đội vui lắm nào. Nào đếm, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 quả. Yeah, 6 quả trứng không khí, xin chúc mừng. Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào có đôi tay khéo léo một cách vụng về như em. Không, tại vì chỉ có nhiều qua tay quá. Thường thường người ta có 1-2 cái là người ta khéo. Nhưng mà tại vì chỉ 10 ngón là 10 cái qua tay luôn rồi. Giữa một cái xã hội như vậy ai cũng khéo hết. Nên là em phải khác biệt mọi người. Khác biệt hay là chết của em.
khác biệt, không chết nhưng mà thua. Sao cái vòng chơi này em mới biết là em với anh Hiếu chơi chơi cái game nào mà đừng có nói thì mới thắng. Hành động, hãy hành động. Đừng nói. Anh ơi, hay là tại vì á hả, lúc mà lần đầu thì anh Hiếu với lại Lộc chơi xong rồi cái căng cái dây nó bị nó vấn đề. Chị ơi, cái này không phải dây thun. Và kết quả chiến thắng thuộc về đội Vui Hơn. Và bây giờ thì xin mời đội Vui Hơn sẽ tới với lượt chọn vị trí để chứng đầu tiên của mình. Xin mời! Ở vòng 2, vị trí gà số 8 và 9 được hai thành viên của đội Vui Lắm lựa chọn. Vị trí gà số 8 giúp họ có thêm 10 triệu đồng. Vị trí gà số 9 chỉ có một quả trứng trị giá 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, với quyết định cho gà ở vị trí số 9 đẻ lần 2 và không quả trứng, họ trả lại chương trình 10 triệu 500 ngàn đồng. Những quả trứng tiếp theo sẽ có thêm bất ngờ thú vị nào khác. Mời quý vị cùng đón xem ngay sau đây. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Gà Đẻ Trứng Vàng. Và đây là lượt chọn vị trí gà đẻ trứng đầu tiên của đội Vui Hơn. Chọn số mấy anh? Tùy em thôi. Hai số đó. Số 10 với số... Số 1. Số 10 và số 1. Và bây giờ các bạn muốn 1 đẻ trước hay 10 đẻ trước? 1 đi. 1 đẻ trước nhá. Xin mời. Yeah. Chấm chai nè. Trứng ra chưa? Hay quá anh ơi. Có cho mày rồi. Sẽ có giấy kèo người ta. 2, 3. Đưa lên cho mọi người nhìn thấy. Vậy cũng được đúng không? Dạ. Yeah. 7 triệu. 7 wow. triệu. Các bạn có muốn gà số 1 để tiếp không? À, để đi, nãy giờ để. Nín lâu lắm rồi. Để tiếp. Lộn mặt. Wow. Cái gì chú hay đâu quá. Dạ man. Số tiền là 22 triệu. Wow. 15 triệu cộng với 7 triệu là 22 triệu. Lúc này tiền thưởng của đội Vui Hơn, đúng là vui hơn thật, vui hơn đấy. Đã nhiều hơn đội Vui Lắm. Có cho gà để tiếp hay không? Ờ, chỉ qua cho mời đi. Ok. Mời. Hay quá. Cậu cười cậu. Em cũng tò mò quá. Giờ này không cười nữa nha. Chú này. Nhìn lộn. Chú này quá. Chán quá. Không cười thiệt. 500 ngàn. 500 ngàn. Tiền thưởng sẽ là 22 triệu 500. Các bạn muốn tiếp tục hay dừng lại ở đây? Đẻ đi, giờ còn cái dòng này được đẻ. Nhưng mà đừng có đẻ con đó nữa. Hồi nãy con kia chị đẻ 500 chứ nó cũng im nó tắt. Cái đó là con của chị, cái này là con của em. Đẻ tiếp không? Tiếp. Đẻ đi anh, đẻ đi. Xin mời số 10, đẻ. Anh chỉ thấy 4 triệu thôi mà không biết bao nhiêu. Okay. Triệu nha. Đừng lấy số là mọi người. Lại cười rồi. 1, 2, 3. Năm triệu. 27 triệu 500. Các bạn muốn chơi tiếp hay dừng? Hơn chưa? Hơn rồi. Nhưng đội bên kia còn một lượt nữa. Thôi đẻ tiếp đi. Ok đẻ. Xin mời vị trí số 10. Ôi trời ơi. Cái này ở đâu? Cầm đi, anh chưa coi đâu đó. Vâng, mời các bạn cầm. Ôi, lên. Ôi đau lòng mà. Chán ghê á. Đức từng đợt. Cái gì vậy? Mất lượt. Mất lượt thì các bạn sẽ không còn quyền được tiếp tục đẻ nữa. Nhưng tiền thưởng vẫn sẽ giữ nguyên. 27 triệu 500. Mời các bạn về vị trí. Và xin mời đội Vui Lắm bước ra đây. Cố lên, cố lên. Vui lắm. Lần này chỉ được chọn đúng một vị trí thôi. Dạ vâng ạ. À. Thôi em chọn số 7. Chị sẽ theo em. Số 7. Dạ. Số 7. Xin mời.
Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là cố gắng làm thế nào có được tiền thưởng nhiều hơn, đội vui hơn. Dạ vâng ạ, em bổ sung thêm vô tài khoản của em là 4 triệu đồng. 22 triệu, chắc chắn là sẽ để nữa chứ. Dạ, mình để nữa, 2 triệu anh Thăng cái nữa đi, chơi vui. Dạ rồi, thêm một cái nữa. Xin mời gà số 7. Em nhìn nó sợ quá, nó không trẻ nữa. Mạnh lên, mạnh lên. À, nhờ bạn mẻ giùm nè. Nhưng mà tiền là tiền của anh nha, nói trước. Thôi tự mở. Thấy không anh, thấy không? Thấy chứ. Nhân đôi hả? Mặt có vẻ phục phiu. Nãy là 9 triệu hả? Này thêm 4 triệu là giờ còn 5 triệu. Ôi, chó rồi. Hai triệu. Sau hai quả trứng trị giá 4 và 2 triệu đồng từ vị trí gà số 7, vui lắm, cần cộng thêm ít nhất 4 triệu vào quỹ tiền thưởng để vượt qua con số 27 triệu 500 ngàn đồng của Vui Hơn. Họ sẽ quyết định mạo hiểm để có cơ hội vươn lên hay dừng lại để an toàn có tiền thưởng ra về. Và đây là câu trả lời. Em đẻ thêm trái cuối nữa nè, mẹ đi về luôn. Cho nó đẻ luôn, không hợp nha. Dạ, đẻ tiếp. Tên. Wow, đúng kìa. Trời. Nhưng mà dù sao thì chị em mình vẫn vui đúng không? Đúng khi rồi. Mà chung đội với nhau đúng vậy không chị? Vậy là mình thắng rồi. Yeah. Chưa có gì luôn á. Tôi chưa có gì luôn các bạn. Có chữ triệu. Triệu anh ơi, triệu. Ba triệu. Kìa. 5 triệu. Xui quá vậy. Quá. Vậy là 24 triệu cộng 5 triệu là 29 triệu. Bây giờ bạn muốn đẻ tiếp hay dừng? Hồi em lùi đẻ. Không, chơi tới đi, đừng chơi vậy. Không lùi rồi. Không, Thu Quỳnh, bạn dạ. Muốn thế nào? Không chị. Đẻ đi chị. Không chị, không. Đẻ một cái nữa. Không đẻ. Đẻ một cái nữa, dằn mặt em nè. Bạn quyết định sẽ là? Chơi vui mà, chơi cho vui đi. Đẻ cái nữa mới vui. Vui thôi. Vui vậy là lắm rồi, vui, độ vui lắm thì chỉ vui lắm thôi chứ không có định vui hơn. Ok, em sẽ tôn trọng quyết định đo của đồng đội của em là không đẻ nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc các bạn buộc phải vào vòng 4. Buộc hả? Vậy là mình buộc phải đi về. Vậy là mình buộc phải đi về. Như vậy là chúng ta đã có kết quả cuối cùng của vòng 3. Số tiền thưởng lúc này đội Vui Hơn 27 triệu 500 nghìn đồng. Mặc dù họ đã rất may mắn và cố gắng, nhưng số tiền thưởng thì đã thấp hơn đối với đội Vui Lắm. Họ sẽ chào tạm biệt chúng ta ở đây. Nào, hãy chào họ.